Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Mong mọi người hãy đăng ký kênh để đón nhận những cái combo trang bị và biểu đồ hay nhất trong cái kênh Học viện Liên Vương Mobile. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái vị tướng, đó là vị tướng Kirok, một cái combo độc lạ, hay mình gọi là thủy quái nha mọi người. Thì cái phần bán ngọc thì các bạn sẽ lên cho mình là tốc đánh 1.6% và tỷ lệ chí mạng là 0.5% cho bán ngọc đỏ 10 viên. Và về phần bán ngọc tím thì các bạn sẽ lên cho mình là hút máu 1.6% 3 viên, 7 viên còn lại cho bán ngọc tím là tốc đánh và tốc chạy. Về phần bán ngọc lục là công vật lý và xiển giáp cho mọi người 10 viên. Đó chính là về phần bán ngọc cho thủy quái. Và về phần biểu đồ thì chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ đi đường đầu tiên là đi lên. Cái shop đầu tiên chúng ta sẽ lên là kiếm Phanis để nhận công vật lý tốc đánh như là hút máu nè. Cái shop thứ hai là dị kim cương, và cái shop thứ ba là cái thanh kiếm. Và cái số thứ tư là một cái vuốt không tàm nha, để nhận thêm tỷ lệ chí mạng và tốc đánh, tốc chạy. Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ lên một cái giáp Rhea để nhận giáp máu tối đa cũng như là tốc chạy. Và Quên Chương Trôi để nhận giảm hồi chiêu và giáp cũng như là máu tối đa nha. Và build đồ thứ hai là build đồ đi rừng. Mình sẽ chia sẻ cho build đồ đi rừng cho Kirok thì quái hung dữ hung tàn. Cái shop đầu tiên thì chúng ta sẽ lên một cái trừng chỉ và lên một cái trừng chỉ nha, cái phép phụ trợ đó, trừng chỉ để chúng ta mới lên được cái món đi rừng là cung bảo tố. Và một cái đôi giày tóc đánh là giày du mục. Cái shop thứ hai và cái shop thứ ba là một kiếm Phoenix. Các bạn có thể lên cái số thứ tư là một cái rìu Higa đó để nhận giáp phép và máu tối đa, đánh thường làm chậm nhé. Và cái số tiếp theo là một cái giáp Rhea và Quinn Joy là cái trang bị cuối cùng cho Kirok đi rừng. Và để combo bản ngọc và cái build đồ đi lên cũng như đi rừng mà mình chia sẻ thì các bạn lên cái phù hiệu vô khổng mang tháp quang minh và phù hiệu trung tâm là ma chú ma tính nha mọi người. Xin mời mọi người nha, chúc mọi người dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Đừng quên để lại nút like, nút đăng ký và nút chia sẻ cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau.